Bộ phim Loạn Thế Tam Nghĩa Tập 35. Chuẩn bị đi. Tối nay tôi đích thân tiễn cậu ta lên đường. Rõ. Nào cho đi dạo. Đi dạo thôi. Nam bên phải, nữ bên trái. Đi. Nhanh lên, đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, đi nhanh lên. Người khác đều ra ngoài đi dạo, sao cô đã quay về rồi? Hỏi cô đấy, sao thế? Anh cảnh sát, tôi hỏi anh, người ở cách vách bị các anh dẫn đi, các anh nhốt cậu ấy ở đâu? Cậu ta tên là gì? Đường Hồng Thăng, Đại học Đông Bắc. Anh nói gì đi chứ? Tối nay cậu ta sẽ phải lên đường. Lên đường? Chính là bị xử bắn. Sao lại bị bắn chết chứ? Hồng Thăng. Hồng Thăng, sao lại bị bắn chết chứ? Đường Hồng Thăng, ăn cơm thôi. Anh gọi ai thế? Cậu đừng giả vờ nữa. Trước mặt người chân thành không nói lời giả dối. Đây là bữa cơm cuối cùng của cậu. Đội hành hình chuẩn bị xong rồi chứ? Tất cả đã vào vị trí, chỉ đợi sư đoàn trưởng hạ lệnh. Đi thôi. Rõ. Sư đoàn trưởng, thế này. Tham mưu tác đây mà. Thế này là... Sư đoàn trưởng Đồng, chỉ là mấy học sinh thôi, vẫn cần anh đích thân thẩm vấn sao? Đâu có. Đây là chức trách của tôi. Thiếu soái đã giao việc canh phòng tứ cửu thành ở Bắc Bình cho tôi cũng phải quản chứ. Bây giờ học sinh ở đây gây sự, quấy nhiễu chính sách của chính phủ quốc dân, cậu nói xem có đáng hận không? Đây là thủ lệnh của thiếu soái, mời sư đoàn trưởng Đồng xem. Ý của thiếu soái là thả người nhỉ? Trên đó viết vậy à? Phải. Thế anh lập tức chấp hành hay là cần gọi một cuộc điện thoại? cho quan viên chính phủ quốc dân đó. Tham Bồ Tát còn hỏi vậy là có ý gì? Tôi là người của thiếu soái. Thiếu soái nói sao thì tôi làm vậy. Được, mau thả người đi. Rõ. Tham Mưu Tác ngồi đi. Không cần đâu. Sư đoàn trưởng Đồng, anh nói xem những học sinh này, nhất là những học sinh lưu vong từ Đông Bắc, yêu cầu kháng Nhật vốn chỉ là những hành động chính đáng. Chỉ cần không ảnh hưởng trật tự xã hội, không cần điều động quân đội đến bắt họ. Tham Mưu Tác cậu nói đúng lắm. Nhưng ai nên lo phận người ấy? Tôi cũng có nỗi khổ của tôi. Quan viên chính phủ kia đã nói rồi, trong số các học sinh cũng có cộng sản. Các anh có chứng cứ không? Trên đầu cộng sản cũng đâu có viết chữ. Phải bắt lại rồi thẩm vấn chứ. Thế là làm bậy con gì? Tham Mưu Tác, cậu nói chuyện khách sáo một chút được không? Sư đoàn trưởng Đồng, xin lỗi, người nói cậu làm bậy không phải tôi, mà là thiếu soái. Anh muốn tôi quay về chuyển lời đến thiếu soái, bảo thiếu soái khách sáo với anh sao? Cậu Tác, chúng ta là anh em một nhà, miễn trò này đi. Được thôi, vậy giờ chúng ta đi xem nghi phạm cộng sản thôi. Được, mời. Từ từ thôi, từ từ thôi. Nào, chậm thôi. Đường Hồng Thăng, Đường Hồng Thăng, Đường Hồng Thăng đâu? Các anh nhốt Đường Hồng Thăng ở đâu rồi? Đường Hồng Thăng là ai? Tôi không biết. Cô gái, sao cô vẫn chưa lên xe? Vẫn còn một người bạn nữa chưa ra. Dượng, Diệp Linh, Dượng ơi, Dượng đến đón bọn cháu sao? Là thiếu soái cử Dượng đến thả các cháu. Dượng ơi, không thấy Đường Hồng Thăng đâu. Tham Mưu Tác, đây là Diệp Linh, con gái Diệp Thanh Lâm. Đây là sư đoàn trưởng Đồng. Đường Hồng Thăng đâu? Các ông nhốt cậu ấy ở đâu rồi? Đường Hồng Thăng, Đường Hồng Thăng là... Sao thế? Anh không quen biết nữa à? Đường Hồng Thăng, con trai cả của Đường Tử Nghĩa, cũng là học sinh của Đại học Đông Bắc. Phải. Đường Hồng Thăng, Đường Hồng Thăng, con trai cả của Đường Tử Nghĩa. Cậu ta cũng bị bắt rồi à? Cậu đi kiểm tra đi. Đường Hồng Thăng, Hồng nghĩa là sự nghiệp phát triển, Thăng là thăng tiến. Không có người này. Tôi đã ghi chép tên tất cả mọi người. Không có người này, cậu chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Đây là hồ sơ sống nổi tiếng của cục cảnh sát. Cậu ấy chuyên làm công việc ghi chép. Nếu cậu ấy không có ấn tượng, chắc là không có. Không thể nào cậu ấy bị bắt cùng tôi. Rõ ràng tôi thấy cậu ấy bị nhốt ở phòng nam. Dược ơi, cháu nghe nói tối nay cậu ấy sẽ bị bắn chết. Sư đoàn trưởng Đồng, anh giải thích thế nào đây? Cô nghe ai nói vậy? Bắn chết một người đâu có dễ dàng thế. Chỗ chúng tôi thực sự không có người này, chứ đừng nói là bị bắn chết. Có, chắc chắn là có. Dược ơi, trên mắt cô nhìn thấy sao? Tất nhiên rồi. Không nhìn nhầm chứ? Không nhìn nhầm. Được, cậu đích thân đi kiểm tra từng phòng giam cho tôi, xem còn sót ai không. Sư đoàn trưởng Đồng, chỗ chúng ta thực sự không có người này. Anh bảo tôi đến, sao cậu nhiều lời thế nhỉ? Mau đi đi. Rõ, tôi cũng đi. Phải, cô ấy quen biết. Đi cùng với cậu ta đi. Cô gái, đi theo tôi. Cô gái, hai phòng giam này đều nhốt học sinh. Cô đã xem rồi, không có ai đúng chứ? Bên kia thì sao? Bên đó toàn là phạm nhân hình sự, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, còn có cưỡng hiếp. Toàn những kẻ cặn bã. Tôi cũng phải qua đó kiểm tra. Cô gái, cô gái xinh đẹp quá. Có một cô gái đến nào, qua đây anh ôm một cái đi. Cô em xinh quá, để anh ôm một cái nào. Đừng đi mà, đừng đi chứ. Quay lại đi. Quay lại. Dượng ơi, không tìm được. Cô có chắc chắn cậu ta ở đây không? Tôi chắc chắn. Không nên chứ. Ban ngày đã thả một tốp. Có khi nào cậu ta ở trong tốp đó không? Phải phải, có khả năng. Trưa nay chúng tôi đã thả một tốp. Có người con nhà quan to, có người con nhà giàu có. Đừng phí lời nữa. Các cậu thả người không ghi chép à? Có chứ, tôi đích thân ghi chép. Nhưng trong sổ của tôi không có người các anh cần tìm. Chỗ chúng tôi có rất nhiều người, không muốn để lại tên ở đây. Tôi chỉ là một cai ngục nhỏ, thấp cổ bé họng. Có vài việc cũng không tiện hỏi ngọn ngành. Nếu thực sự có người đó, chưa biết chừng bây giờ đã về rồi. Tham Bồ Tát, thế này đi, cậu về trước xem thử. Lỡ như cậu ta đã về rồi thì sao? Dượng ơi, hãy chúng ta mau về xem thử đi. Sư đoàn trưởng Đồng, nếu tôi không tìm được, tôi sẽ lại về đây đòi anh người. Diệp Linh, lên xe Dượng. Lên xe. Đội hành hình chuẩn bị dẫn phạm nhân. Rõ. Các anh em binh sĩ, các anh là quân Đông Bắc hay quân Trung ương? Nếu các anh là quân Đông Bắc, bây giờ các anh đang làm gì? Nhà cửa và người thân của các anh đang bị người Nhật chà đạp. Cho dù các anh không phải quân Đông Bắc, các anh cũng là người Trung Quốc. Đông Bắc hôm nay chính là Trung Quốc ngày mai. Mục đích của giặc Nhật là tiêu diệt cả Trung Quốc. Nhưng giờ các anh đang chỉ họng súng và một học sinh kêu gọi kháng Nhật. Im đi. Cậu là cộng sản, phải tiêu diệt cộng sản. Ông cũng là người Đông Bắc nhỉ? Mộ tổ nhà ông cũng ở Đông Bắc nhỉ? Ông có nhận tổ tông nhà mình nữa không? Tôi thấy cậu sống đủ rồi. Bịt mắt cậu ta lại. Không cần. Ông sợ nhìn thấy hai mắt tôi sao? Nực cười. Tôi lại sợ một người chết hay gì? Lúc ông này giết người, còn chưa biết cậu ở đâu nữa kìa. Giơ súng. Các cậu chưa ăn cơm hay sao thế? Lại đi. Giơ súng. Bắn đi. Ngắm chuẩn. Chuẩn bị. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đã đảo Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc giãn tuyến. Bắn. Hồng Thăng. Hồng Thăng. Hồng Thăng. Hồng Thăng. Hồng Thăng. Hồng Thăng, cậu tỉnh lại đi. Hồng Thăng. Hồng Thăng, cậu tỉnh lại đi. Cậu nhìn tôi đi, Hồng Thăng. Hồng Thăng. Thật không ngờ Anh lại giở trò này với tôi. Tôi giết Cộng sản. Cậu muốn báo che cho Cộng sản sao? Dớ giận. Cậu ấy không phải Cộng sản. Cậu ấy là Đường Hồng Thăng. Tôi đích thân thẩm vấn cậu ta. Cậu ta đã thừa nhận mình là Cộng sản. Đồng Vĩnh Công, tại sao anh phải làm vậy? Lẽ nào chỉ vì Đường Tử Nghĩa thôi à? Cậu nói đúng rồi đấy. Cậu nói đúng rồi đấy. Cậu nói đúng rồi đấy. Anh nghĩ Đường Tử Nghĩa sẽ tha cho anh sao? Ông đây sẽ chờ cậu ta. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cậu bao che cho Cộng sản. Chúng ta gặp lại ở chỗ thiếu soái. Đi. Đứng lại. Diệp Linh. Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng. Diệp Linh. Diệp Linh. Mẹ, con về rồi. Qua đây đi con, qua đây. Qua đây đi. Qua đây. Con trốn cái gì chứ? Con có biết nhà ta hết lương thực rồi à? Con không biết mẹ sắp chết đói à? Mẹ bỏ con ra ngoài xin ăn. Sao con đi lâu thế? Sao con lại đi đánh nhau với người ta? Con không đánh nhau. Là người ta đánh con. Con xin được đồ ăn không? Nói đi chứ. Một cái bánh ngô. Đưa cho mẹ. Ngoan lắm. Con vẫn chưa ăn. Trên đường đi con chưa ăn à? Con ăn đi, ăn đi. Mẹ, con ăn đi, mẹ không ăn. Hai mẹ con chúng ta sống kiểu gì thế này? Ăn bữa này đói bữa sau. Người cha thiên vị của con đưa hết tiền cho Đại Ni, người ta được ăn ngon mặc đẹp. Hai mẹ con ta thì ăn bánh ngô, còn chẳng có đồ ăn kèm. Tên khốn cướp nhân nghĩa. Kim Bảo, ở đây có một nhà, con đi xin ít đồ ăn, đi đi. Con làm gì thế? Mẹ bảo con đi xin ăn mà. Con không đi xin thì ai đi hả? Mau đi đi. Lão già, xin hãy thương xót chúng tôi, cho chúng tôi ít đồ ăn. Chúng tôi cũng hết đồ ăn rồi, cháu đến nhà khác xem thử đi. Nhà họ cũng hết đồ ăn rồi. Nói như con thì ai cho đồ ăn chứ? Con không biết xin thêm vài lần hả? Uổng con mẹ nuôi con. Đi. Ai thế? Làm gì thế? Lão già, xin hãy thương xót tôi. Đi đi, bẩn thỉu, tránh xa ra. Ra ngoài đi, tránh xa ra. Bẩn thỉu, tránh xa ra. Đi đi, mau lên. Làm bẩn hết quần áo tao rồi. Mau lên, buông tay ra. Qua một bên chơi đi, nghe thấy không? Đi đi, đi đi. Dám đánh con trai tôi. Lão khốn này, người phụ nữ này là ai thế? Tôi đánh chết ông. Ông ra đây. Con rùa rụt cổ. Có lương thực thì ghê gớm lắm à. Ăn cho no chết đi. Tôi rủ ông để con trai không có lỗ đích. Có tin không hả? Con trai, qua đây. Có bị thương không? Lão rùa rụt cổ. Có ai không? Mở cửa đi. Có ai không? Mở cửa đi. Có ai không? Kim Bảo, Kim Bảo, Kim Bảo, Kim Bảo, Kim Bảo, Kim Bảo. Mẹ ơi, con đói. Đại đi, nấu đồ ăn cho con đi. Con nó đói rồi. Nào, đi thôi. Mau vào nhà đi, vào trong đi. Kim Bảo, ăn từ từ thôi, vẫn còn. Còn nó đói lâu rồi, cô nấu mỗi cái này cho nó à? Đại phu nhân, thời buổi loạn lạc, trong nhà cũng chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại ít bột bắp này thôi. Cô ra phố mua cho con cái bánh nhân thịt đi. Lâu rồi nó chưa được ăn đồ mặn. Trong nhà cũng không còn tiền nữa, chắc chắn không đủ để mua thịt. Cốc nhân nghĩa đâu rồi? Anh ta để lại bao nhiêu tiền riêng cho cô? Cô đã làm gì rồi? Không có, phu nhân. Lần trước anh ấy đưa chúng tôi đến đây chỉ để lại ít tiền sinh hoạt. Anh ấy đã đi hơn một năm, tiền đã tiêu hết từ lâu. Vậy cô sống bằng gì? Bình thường tôi giúp nhà hàng xóm may giá, kiếm ít tiền cũng đủ sống qua ngày. Vậy còn Diệp Ngọc Sang đâu? Cả Tố Nhã nữa. Diệp Ngọc Sang đã đi từ lâu. Chị Tố Nhã quay lại làm nghề cũ. Chị ấy đi khám cho gia súc rồi. Mẹ, con muốn ăn nữa. Thời buổi này vẫn còn sống thật không dễ dàng gì. Chị dâu, Tố Nhã. Chị dâu. Tố Nhã, mấy năm nay chị đi đâu thế? Bọn em nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ em. Đây là Kim Bảo nhỉ? Chị thoát ra ngoài, thuê một căn nhà để ở, định đợi quân Đông Bắc đánh đuổi giặc Nhật đi. Không ngờ đã một thời gian dài trôi qua. Ít tiền vì ca em để lại, bọn chị đã tiêu hết sạch, không thể sống nổi nữa. Về sau chị với Kim Bảo không có đồ ăn thức uống, phải đi xin ăn. Cũng chẳng thể quay về Thẩm Dương. Chị bèn nghĩ về thị trấn Lượng Giáp tìm họ hàng thân thích, xem còn ai sống không, có thể tiếp tế cho hai mẹ con chị không. Đến thị trấn rồi, nghe nói các em đều sống ở đây, chị liền qua đây tìm. Quay về là tốt rồi, chị dâu. Sau này chúng em có đồ ăn sẽ không thiếu phần của chị. Đừng khóc nữa, còn sống là tốt rồi. Tất cả còn sống là tốt rồi. Quân ta bắt đầu rút lui từ ngày mai. Quân đội đóng quân ở khu vực Cẩm Châu, Tuy Trung là sư đoàn 12 và sư đoàn 20. Sư đoàn 19 đóng quân ở khu vực núi Đại Hổ Cầu Ban Tử. Sư đoàn 12 đóng quân ở khu vực Cẩm Châu, Tuy Trung, di chuyển đầu tiên. Còn sư đoàn 19 ở tiền tuyến rút lui yểm hộ, phải rút khỏi sông Đại Lăng trước ngày mai. Đây là điểm báo rút lui khỏi Cẩm Châu của thiếu soái. Tư lệnh Ngô, ngài có ý gì? Cứ rút lui mãi chúng ta không còn đường lui nữa rồi tư lệnh. Phải đó tư lệnh, rút lui khỏi Cẩm Châu thì chúng ta không đánh đảo lại nữa sao? Đây là quân lệnh, phải chấp hành. Chúng ta không đánh đảo lại nữa. Bảo chúng ta rút lui về quan nội, bộ đội thiết giáp đóng quân ở Cầu Ban Tử và Cẩm Châu lần lượt rút lui toàn bộ về Loan Châu vào ngày 31 và ngày 1 tháng 1 năm sau. Tư lệnh Ngô, chúng ta mà rút lui đồng nghĩa với việc tặng không 3 tỉnh Đông Bắc cho người Nhật. Bà con quê hương ta phải làm thế nào? Thuộc hạ của chúng ta cũng không làm. Chúng ta không thể ăn nói với các anh em không thể rút lui. Ở Mỹ cái gì? Tưởng Giới Thạch đã nói rồi, bình định nội bộ trước, toàn bộ đến vây quét cộng sản ở Thiểm Tây, chấp hành mệnh lệnh, chuẩn bị rút lui. Vậy thì hời cho lũ giặc quá, các anh em sẽ không nghĩ thông suốt đâu tư lệnh. Tư lệnh, chúng ta mà rút lui, các bà con phải làm thế nào? Các anh em không đồng ý đâu, không thể rút lui. Tư lệnh, chúng ta làm lính là để bảo vệ quê hương, các anh em của chúng ta phải làm thế nào? Ai lo cho nhân dân đây? Đây là mệnh lệnh của thiếu soái, ai không chấp hành xử lý theo quân pháp. Báo cáo, vào đi. Tư lệnh, Đường Tử Nghĩa và cấp nhân Nghĩa dẫn một đội quân chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi? Phải. Chạy đi đâu? Phía Bắc. Chuẩn bị ngựa. Rõ. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Tất cả dừng lại. Tư lệnh, ngài cho chúng tôi đi đi. Các anh em nhịn hết nổi rồi. Khốn kiếp, cậu dám làm phản chứ gì? Tư lệnh, ban đầu bảo chúng tôi không phản kháng. Chúng tôi đã nghe lời ngài. Rút lui khỏi Cẩm Châu, từ bỏ Đông Bắc, chúng tôi cũng đã nghe lời ngài. Nhưng bây giờ không đánh người Nhật, ngài bảo chúng tôi đánh người Trung Quốc. Chúng tôi không thể chấp hành mệnh lệnh này. Làm bậy. Tư lệnh Ngô, ngài hãy cho chúng tôi đi, liệu một phen với giặc Nhật. Tư lệnh, ngài cho chúng tôi đi đi. Tư lệnh, cho chúng tôi đi đi mà. Tư lệnh, cho chúng tôi đi đi mà. Tư lệnh, cho chúng tôi đi đi mà. Đứng lên hết cho tôi. Nói câu đó không cần phải quỳ. Đứng hết lên. Đứng hết lên đi. Nhị ca, đứng lên đi. Đường Tử Nghĩa, tôi biết là cậu cầm đầu mà. Dẫn bộ đội quay về cho tôi. Tư lệnh, hôm nay ngài không cần hạ lệnh cho tôi. Ngài hãy hỏi các anh em ở đây, nếu ai bằng lòng theo tư lệnh quay về, tôi sẽ không ngăn cản. Cậu, nghe rõ cả đây. Ai bằng lòng theo tôi về quan nội thì đứng ra đây. Kẻ nào cố chấp, tôi xử lý theo quân lệnh. Tư lệnh, có biết tại sao các anh em không phục tùng mệnh lệnh không? Vì nhà của họ đã bị người Nhật chiếm, họ muốn đòi lại. Tư lệnh, hôm nay Tử Nghĩa muốn nói chuyện thẳng thắn với ngài. Từ năm Duy Tân, Tử Nghĩa đã đi theo tư lệnh, một lòng trung thành với tư lệnh. Tư lệnh luôn che chở cho Tử Nghĩa. Cho dù Tử Nghĩa gây ra quả lớn đến mấy, tư lệnh cũng gánh vác cho Tử Nghĩa, luôn thiên vị Tử Nghĩa. Tử Nghĩa vô cùng cảm kích, cũng vô cùng kính trọng tư lệnh. Nhưng bây giờ người Nhật đã chiếm 3 tỉnh Đông Bắc. Chính phủ quốc dân hạ lệnh không phản kháng. Tử Nghĩa xin hỏi tư lệnh, làm lính là vì gì? Vì bảo vệ nước nhà. Bây giờ nước và nhà đều không thể bảo vệ, vậy còn làm lính cái nỗi gì? Tư lệnh, Tử Nghĩa biết tại sao ngài thích tôi, là vì tính cách của Tử Nghĩa giống ngài. Làm người làm việc đều nói lý, có khí phách, có sự gan dạ. Tử Nghĩa hiểu được nỗi khó của tư lệnh. Hôm nay tôi chỉ dẫn đi 147 người anh em ở trên núi Bùi Chân năm xưa. Tình thế hiện giờ, con người chia làm 2 loại: chấp nhận số phận và không chấp nhận số phận. Chúng tôi muốn liều mạng, có thể chiến đấu trận này với người Nhật. Toàn quân đều bị tiêu diệt, nhưng Tử Nghĩa chỉ muốn để người Nhật biết, và càng muốn để người dân Trung Quốc biết, Trung Quốc to lớn, có người đang phản kháng. Tư lệnh, năm gách quỷ là phản phụng thiên. Tôi tự ý xông vào cướp pháp trường. Tư lệnh đã nói với tôi rằng mạng của tôi là của tư lệnh. Hôm nay tư lệnh hãy lấy đi. Tư lệnh giữ lại tính mạng của Tử Nghĩa. Xin hãy thả 147 người này đi. Cậu hãy ghi nhớ, cái mạng của cậu là của tôi. Chào. Lão Tham, chúng ta đến đâu nghỉ chân đây? Nơi hồi xưa kết nghĩa anh em, núi Bùi Chân. Báo cáo, lữ đoàn phó Đường đằng sau phát hiện 2 xe quân đội. Đường Tử Nghĩa, thiếu soái cử anh đến mời các cậu quay về. Ngày ấy biết chúng ta là anh em kết nghĩa nên bảo anh xử lý việc làm phản. Đây là thư viết tay và giấy ủy quyền của ngày ấy. Nếu cậu dẫn bộ đội về quan nội, ngày ấy sẽ bỏ qua và bổ nhiệm cậu làm thiếu tướng lữ đoàn trưởng. Xin đại ca hãy đem thư viết tay và giấy ủy quyền của thiếu soái về, đồng thời chuyển lời đến ngày ấy Đường Tử Nghĩa không đánh nội chiến, chỉ đánh người Nhật. Đại ca hiểu Tử Nghĩa mà. Chuyện em đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ quay đầu. Tử Nghĩa, cậu phải nghĩ cho kỹ hậu quả khi làm chuyện này. Lúc làm phản em đã nghĩ kỹ rồi. Đại ca, bọn em đều biết thiếu soái bảo bọn em quay về là muốn bọn em đi đánh cộng sản. Nhưng anh xem lũ giặc Nhật ở 3 tỉnh Đông Bắc ức hiếp chúng ta như thế nào kìa. Chúng ta không đánh bọn chúng mà muốn người Trung đánh người Trung. Đây là chuyện quái gì vậy chứ. Em khuyên anh cũng đừng quay về nữa. Ba anh em ta cùng đánh giặc Nhật đi.